Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Ria Kia Minh. Và ngày hôm nay chúng ta có một khẩu súng mới, đó là khẩu Ska cổ đại. Và giảm giá 70% trong 3 đợt quay đầu tiên. Nhưng mà tất nhiên là trong 3 đợt quay đầu tiên nó hơi khó ra đấy. Ok, khẩu này thì chúng ta sẽ tăng đó là 2 tốc độ bắn. Và tăng một cái gì bên Ghana làm cái ảnh khó nhìn thế. Vâng, tăng một tầm xa và trừ đi một băng đạn. Nhưng mà đấy là Ghana làm cái ảnh như thế thôi. Chứ còn thật ra vào trong game thì cái súng của ta nó lại giảm đi của chúng ta đo một độ chính xác chứ không phải một băng đạn. Vâng, tôi phải nói rằng bên Ghana dạo này họ làm mấy cái ảnh banner nó có một cái độ sai nhất định ấy. Kiểu như là nếu mà không sai thì nó sẽ không thể nào mà chấp nhận được. Đấy, phải có tí sai anh em ạ. Nên là nhiều anh em vào hăm hở và quay ngay. Ui, tăng 2 tốc bắn và 1 tầm xa lại giảm có một băng đạn thì ngon quá rồi. Nhưng mà khi mà vào đến nơi ấy, khi mà anh em quay ra xong đấy, trước khi mà anh em quay nha, đấy anh em phải nhìn ở góc bên tay phải nó lại giảm một độ chính xác cơ. Làm gì được nhau hay không đấy, một cú lừa nhẹ vào ngay vào lúc 12 giờ đêm. Ok, nhưng mà vấn đề của chúng ta hôm nay thì không phải nói chuyện là cái ảnh của bên Ghana làm họ sai đúng, mà vấn đề của chúng ta là chúng ta có nên quay khẩu Ska cổ đại này hay không, hay chúng ta chờ khẩu Ska đẳng cấp Titan quay trở lại chúng ta tìm cách mua. Đấy thì nhiều bạn cũng đang rất là thắc mắc về vấn đề này. Vì sao? Thứ nhất là có một khẩu Ska cũng tăng 2 tốc độ bắn, đó là khẩu Thần Tình Yêu. Thì khẩu này, khẩu đó thì bây giờ chỉ có thể sở hữu qua hòm súng thôi, chứ nó không quay ở trong vòng quay màn kim cương. Trong khi đó thì khẩu Ska cổ đại này đang là khẩu mà dễ sở hữu nhất. Còn Ska đẳng cấp Titan thì không biết bao giờ Ghana bán lại. Và ngay cả kể ở khi Ghana bán lại thì nhỡ như Ghana làm giống như Bedindo là 10 đá cũng như là 5 bản vẽ thì sao? Đấy, thì cái này nó cũng là một cái vấn đề nó hết sức là đau đầu. Nó hết sức đau đầu dành cho anh em ở trong Ghana FIFA ngày hôm nay luôn. Đó, nên quay Ska cổ đại hay là mình sẽ chờ đẳng cấp Titan quay lại? Thì cộng đồng của chúng ta nó chia thành hai phe. Một phe thì kêu là thôi quay Ska cổ đại luôn, tại vì dù sao cũng đang cần một khẩu Ska để dùng, và thực ra khẩu Ska cổ đại bắn cũng khá là ổn. Phe thứ hai thì kêu là không, sống chết cũng vẫn phải chờ Ska đẳng cấp Titan quay trở lại, vì dù sao Ska đẳng cấp Titan chỉ số vẫn ngon hơn khẩu này. Dù sao thì Ska đẳng cấp Titan tăng cho chúng ta đó 2 tốc độ bắn cũng như là một sát thương, mà chỉ giảm đi đó là băng đạn mà thôi, và nó không ảnh hưởng gì. Và cái khẩu Ska cổ đại này thì anh em quay ở tầm 120-130 lucky thì mình nghĩ nó sẽ ra nhá. Và nhưng mà vấn đề là bây giờ với những người mà đang không thể nào mà chờ được Ska đẳng cấp Titan thì theo mình thì các bạn nên quay khẩu Ska cổ đại này, bởi vì là cái mà chúng ta quay vòng quay màn kim cương là cách rẻ nhất để chúng ta có thể sở hữu được các cái súng đấy. Khi mà các bạn kiểu quay vòng quay màn kim cương ấy, đến tầm 100 lucky, 120 lucky xác suất các bạn đã ra rồi, thì các bạn sẽ tốn ít kim cương hơn so với các bạn chơi cái hòm súng. Các bạn chơi cái hòm súng sau này nó ra ở trong hòm súng nhá, các bạn muốn quay lại nó cực kỳ hên xui luôn. Và nó rất hên xui luôn, có thể các bạn sẽ vất vài trăm kim cương thì đã có thể nhận được khẩu vĩnh viễn rồi, nhưng mà cũng có thể các bạn đen ấy, các bạn mất độ tầm vài ngàn kim cương, vài chục ngàn kim cương nó vẫn chưa ra. Đấy, ví dụ như khẩu AK dòng lửa ngày xưa nó ra ở trong vòng quay màn ấy, nhiều anh em chủ quan không quay đến khi mà sau này nó quay lại trong hòm súng nhiều hơn, đấm mấy chục nghìn kim cương mà nó vẫn chưa ra là khẩu vĩnh viễn. Tất nhiên là khi mà cái khẩu súng mà nó ra độ tầm các bạn quay ra tầm 5-600 ngày thì các bạn cũng dùng cũng được. Vâng, các bạn dùng cũng được, tại vì 5-600 ngày nó cũng rơi khoảng 2 năm, thì 2 năm nữa đã có nhiều skin súng để dùng rồi. Ok, với cái khẩu Ska này thì chúng ta sẽ có sát thương rơi khoảng từ 21 cho đến 27 sát thương. Nó sẽ ít sát thương hơn so với cả khẩu Ska đẳng cấp Titan. Tất nhiên là các bạn bắn ở cái tầm trung thì sát thương nó cũng gây ra cũng là gần như tương đương 21 cho đến 28. Còn ví dụ như Ska đẳng cấp Titan thì nó sẽ gây ra cỡ khoảng 22 cho đến 30. Như vậy là tổng sát thương thì khẩu Ska cổ đại này sẽ không thể nào mà gây ra sát thương nhiều như là khẩu Ska đẳng cấp Titan được. Thì đấy là cái đầu tiên mà mình muốn khẳng định các bạn. Cái thứ hai thì khẩu này thì kéo tâm như thế nào? Khẩu này kéo tâm mình có dễ vào đầu không? Thì mình thấy là khẩu này thì cái việc kéo tâm các bạn nó vẫn bình thường thôi, bởi vì giảm đi một độ chính xác. Nhưng mà ví dụ các bạn hay bắn ống ngắm mà các bạn mang theo nhân vật Laura, cũng như là các bạn sở hữu đó là cái tay cầm 3, thì mình thấy là bắn vào đầu thì nó cũng không có vấn đề gì. Đó, thì cái tốc độ kéo tâm của nó thì cũng tương tự như là Ska đẳng cấp Titan với Ska thần tình yêu thôi. Và nói chung là nếu mà bạn có khả năng kéo tâm vào đầu tốt ấy, thì mình nghĩ là các bạn cũng nên mua cái khẩu này, tại vì là khẩu này nếu các bạn chưa có Ska đẳng cấp Titan. Còn tất nhiên là ở đây mình không nói với những người mà đã có Ska đẳng cấp Titan rồi. Những người đã có Ska đẳng cấp Titan rồi thì các bạn không nên mua khẩu này, vì khẩu này nó sẽ không mạnh hơn Ska đẳng cấp Titan. Còn với những
bạn mà đang chờ scan đẳng cấp Titan hoặc là đang chưa có bất kỳ khẩu scan nào dùng thì tình khuyên là các bạn nên quay ra khẩu này, vì khẩu này bắn rất là tốt, cảm giác bắn nó khá ổn, kéo tâm các kiểu thì nó cũng rất là chính xác, giảm đi một độ chính xác không vấn đề gì, nó tăng cho chúng ta một tầm xa. Chính là khẩu này ấy, bắn nhiều khi nó lại hơn cái khẩu scan thần tình yêu ở tầm xa. Bởi vì sao? Bởi vì là với một cái độ chính xác ấy thì các bạn không bị bắn trượt đi quá nhiều, đạn nó không bị tóe đi quá nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn bị giảm một tầm xa như là scar thần tình yêu ấy thì sát thương các bạn đi bắn ở tầm xa nó sẽ bị giảm xuống. Trong khi đó thì khẩu này nó tăng tầm xa nên là khi các bạn bắn ở tầm xa ấy, sát thương của nó sẽ không bị giảm thiểu đi quá nhiều so với cả cái súng mà bị giảm một tầm xa. Tức là ví dụ như là cộng một tầm xa với giảm một tầm xa thì tức là khẩu này nó đã hơn khẩu scar thần tình yêu là hai tầm xa rồi. Và khi như vậy thì khi mà các bạn bắn ở tầm xa thì nó sẽ tốt hơn so với khẩu scar thần tình yêu khá nhiều. Còn thực ra độ chính xác thì chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện bằng nhân vật Laura, hoặc là chúng ta có thể có tay cầm 3 thì nó không chênh nhau là mấy, thì theo mình như vậy. Đấy, còn có một cái nữa anh em phàn nàn về khẩu này, đấy là ngoại hình ở khẩu này trông nó hơi phèn. Thế này thì tôi cũng chịu, tại vì là bên gai nào thiết kế như vậy thì có sao, chúng ta chơi vậy thôi. Đấy, bây giờ các ông lại còn chê là khẩu này nó phèn, kiểu trông nó không được sang trọng. Thế này thì có lẽ là nếu mà bạn nào muốn theo phong cách sang trọng thì vẫn phải chờ scar đẳng cấp Titan quay trở lại thôi. Bởi vì nói gì nói, scar đẳng cấp Titan vẫn đang là khẩu súng đẹp nhất, cũng như là khẩu súng mà gọi là có lực bắn tốt nhất. Thì anh em nào mà chờ được thì mình chờ tiếp, còn anh em nào mà không chờ được thì mình quay cái khẩu scar cổ đại này mà dùng. Đấy, thì đấy là vấn đề mà mình muốn đặt ra cho các bạn, mà mình muốn bàn luận các bạn như vậy. Còn tất nhiên là scar ở cấp Titan thì nó vẫn sẽ bắn khá tốt, gây ra từ 22 cho đến 30 sát thương các kiểu, con là điều. Đấy, bắn scar ở cấp Titan thì cảm giác bắn nó cũng tốt hơn, và cũng như là tôi không biết là nó có chỉ số ẩn gì không, nhưng tôi vẫn đang cảm giác là scar ở cấp Titan bắn sẽ nhanh hơn một chút so với cả scar tăng hai độ bắn như là scar thanh lịch hay là scar thần tình yêu, hay là so với ngay cả khẩu scar cổ đại mới ra đó. Thì cầm khẩu đẳng cấp Titan thì cảm giác nó vẫn lực hơn hẳn, nhưng mà không hiểu sao khi mà mình cầm khẩu đẳng cấp Titan thì mình thấy là bắn kéo tâm ở đầu nó lại khó hơn, không biết là do là nó hơi cồng kềnh hay là như thế nào đó. Thì các bạn cũng có thể suy nghĩ về việc là chúng ta nên quay ra hay không. Còn cá nhân mình thì mình tiệu chung lại ba vấn đề nhá. Thứ nhất, nếu bạn đang có scar đẳng cấp Titan rồi, bạn không cần thiết phải quay cái khẩu scar cổ đại nếu bạn có quá nhiều tiền. Thứ hai, nếu bạn có scar thần tình yêu rồi và nếu mà bạn không muốn chi thêm tiền thì bạn cũng không cần khẩu scar cổ đại, vì scar cổ đại sẽ không mạnh hơn thần tình yêu là bao nhiêu và nó sẽ yếu hơn so với scar đẳng cấp Titan. Còn vấn đề thứ ba là nếu như các bạn bây giờ đang chờ khẩu scar đẳng cấp Titan quay trở lại thì các bạn vẫn có thể tiếp tục chờ, bởi vì tôi đoán rằng bên Gaiana trong một vài tháng nữa sau cái đợt mà bán cái khẩu scar cổ đại này thì họ sẽ mang scar đẳng cấp Titan quay trở lại. Và có bạn hỏi là tại sao họ không mang cái khẩu scar đẳng cấp Titan quay trở lại sớm hơn, bởi vì nếu như tất cả mọi người đều mua khẩu scar đẳng cấp Titan thì sẽ không ai mua khẩu scar cổ đại nữa. Các bạn hiểu vấn đề không? Tức là nếu như ở thời điểm này mà bên Gaiana họ ra chúng ta đó là cái scar đẳng cấp Titan thì khi mà họ muốn bán cái khẩu scar cổ đại này thì họ không có cửa nào bán luôn, tại vì nói thẳng là khẩu này không mạnh bằng scar đẳng cấp Titan, nhưng dùng thay cho scar đẳng cấp Titan trong một khoảng thời gian thì cũng được. Đó, thì đó là một số những cái nhận xét của mình về khẩu scar cổ đại này. Thì hy vọng mình nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn gọi là rõ rệt và có muốn đầu tư vào hay không. Còn ở trong thực chiến, khi mà mình đem đi bắn tử chiến thì với đối phương mà mặc tầm giáp 2 hoặc giáp 3 thì khẩu này nó bắn gây sát thương cỡ khoảng 18-19 rồi đến khoảng 26-27 sát thương thì nói chung là cũng được, bởi vì nó không bị giảm đi tầm xa nên là nhiều khi chúng ta bắn ra tầm xa sát thương của nó vẫn rất là tốt, và kéo tâm các kiểu vào đầu đối phương thì vẫn sẽ gây được một sát thương tổng là tương đối ổn. Và thêm một điểm nữa mà có nhiều bạn thì có thể sẽ thích cái khẩu này, cũng như là thích khẩu scar thần tình yêu, thì nhiều bạn cho rằng là cái skin của khẩu scar đẳng cấp Titan cũng như là cái bộ thiên đường, cái khẩu bộ scar quái thú ấy nó hơi cồng kềnh. Thì cái điểm này thì mình cũng có thử hỏi, mình cũng có thử tìm hiểu, thì đúng là ở bên server nước ngoài ấy, họ cũng không chuộng lắm một số những khẩu súng to. Theo họ thì khi mà nhân vật của chúng ta cầm những cái khẩu súng nhỏ ấy thì xác suất mà chúng ta kéo tâm vào đầu hoặc là điều khiển cái góc bắn nó sẽ dễ hơn. Thì không biết là cái này thì các bạn có ý kiến gì hay không, bởi vì là mình xem ở trong giải đấu ấy cũng rất ít người, các trong giải đấu rất ít các game thủ họ sử dụng những cái skin to như là skin scar đẳng cấp Titan hay là skin MP40 bích vàng, tại vì là những cái súng mà nó càng to thì cái khả năng phước tâm và cái khả năng nâng lên để bắn nó ấy, nó lại có vẻ càng cồng kềnh hơn. Thì cái ví dụ các bạn để ý xem trong giải đấu ấy thì các game thủ họ toàn dùng những cái skin súng mà trông nó rất là mỏng, rất là nhẹ, thì cái này cũng là một trong cái điểm cộng của cái khẩu
khẩu, đó là khẩu Scar cổ đại này. Bởi vì nó vẫn theo phong cách mỏng nhẹ nhỏ chứ nó không to như khẩu Scar đẳng cấp Titan. Nhiều khi mình cầm khẩu đẳng cấp Titan mình cảm giác nhân vật của mình nó nâng ống ngắm lên bắn rất nặng nề. Thì không biết là các bạn có gặp trường hợp này hay không, và nếu các bạn gặp trường hợp như thế thì các bạn hãy để lại comment ở phía dưới nhá, chúng ta cùng bàn luận vấn đề đó. Ok, như vậy là qua video này thì mình cũng đã làm rõ các bạn đến vấn đề là có nên quay khẩu này hay không, và khẩu Scar cổ đại này có mạnh bằng Scar đẳng cấp Titan hay không, và từ đó thì các bạn sẽ có một quyết định là có quay cái khẩu này hay không. Và hy vọng là những cái thông tin của mình đưa ra đã giúp cho các bạn có cho mình một cái quyết định đúng đắn nhất. Ok, và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình, đừng quên để lại cho Ria Kim Minh một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.